Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá gần 10 triệu đồng 1 kg, nấm hương Nhật được bà nội trợ Việt săn lùng. Nấm hương Oita của Nhật Bản với hương thơm vị miễn chê, đồng thời được trồng trên một loại gỗ quý với số lượng có hạn, nên chúng đang được các bà nội trợ Việt săn lùng dù có giá đắt ngang nhân sâm, khoảng 8,6 triệu đồng 1 kg. Được trồng trên loại gỗ quý, chất lượng miễn chê với mùi thơm, nấm hương Nhật Bản được xem là loại nấm quý, có vị thơm ngon và chữa được nhiều bệnh, rất tốt cho sức khỏe. Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô được sử dụng như một loại thực phẩm hay rau gia vị hàng trăm năm nay. Nhiều người mua nấm Nhật Bản về xào rau cải, sốt đậu phụ hay làm rau gia vị trong món gà hầm. Nấm đông cô là loại thực phẩm rất dễ sử dụng, chế biến được nhiều món ăn phù hợp với tất cả mọi người, từ các buổi tiệc đến các món ăn thường ngày của gia đình. Một người bán loại nấm này cho hay, loại nấm hương ở Nhật nhìn cũng giống như nấm hương ở Việt Nam, tuy nhiên chúng khác ở quy trình trồng. Người Nhật không trồng nấm hương bằng bịch phôi nấm mà họ đục lỗ, cấy phôi trồng nấm trên khúc gỗ sồi với mục đích nhằm đảm bảo cho nấm hương sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên nhất. Ở Nhật có một khu rừng sồi bạt ngàn ở tỉnh Oita, miền Nam nước Nhật, là một khu nổi tiếng về trồng nấm hương. Do trồng trên gỗ sồi nên sản lượng nấm không cao, nhưng đổi lại, chất lượng nấm hương lại tương đương với loại nấm được khai thác ngoài tự nhiên. Đó cũng là lý do khiến giá của nấm hương gỗ sồi luôn nằm trong top nấm đắt đỏ. Theo quảng cáo của một số người bán hàng, thì loại nấm hạng sang của Nhật Bản này không chỉ mang lại hiệu quả cao trong vấn đề phòng ngừa ung thư, mà loại nấm này còn giúp người dùng có một làn da đẹp, trắng da, làm mờ vết sẹo thâm, đốm đồi mồi, đem lại dinh dưỡng cao. Các nhà sản xuất Nhật Bản chọn gỗ sồi trong rừng để làm nấm vì chúng là loại gỗ có chất lượng tốt, dày, tạo ra mùi thơm và hương vị nấm đặc biệt. Theo đó, loại nấm hương Nhật Bản được cho là dày và thơm hơn vào mùa thu và mùa xuân. Vì vậy, việc thu hoạch loại nấm này vào thời gian nào cũng rất quan trọng. Trên thị trường hiện nay, loại nấm này được bán khá phổ biến, từ loại nấm tươi cho đến nấm khô. Nấm đông cô còn là một trong những món ăn được rất yêu thích khi bạn có dự định cho một buổi tiệc chay như nấm đông cô kho chay, nấm xào với cải thìa, hương vị thơm dịu, vị ngọt tự nhiên và độ giòn dai là một đặc trưng chỉ có ở nấm đông cô. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.